chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Vivian Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ share với cả nhà món bánh tráng lụa nha cả nhà. Một món ăn vặt rất là quen thuộc với lại tuổi thơ ở bên của chúng ta phải không? Đó, bây giờ thì nguyên liệu mình có là thịt nạc với lại mấy con tôm. Đúng ra thì làm thịt nạc không cũng được, nhưng mà tự nhiên mình muốn có chút xíu tôm nha cả nhà, cho nó ngon. Với lại có củ hành nè, củ hành mình sắc nhuyễn rồi, với cà rốt mình cũng sắc nhuyễn nè. Có thể có thêm nhiều cái vegetable khác nữa, nhưng mà mình thì mình chỉ thích hai nguyên liệu này thôi. Con mình nó ăn được hơn, có nấm mèo, quả nấm mèo cũng được, nhưng mà mình không có bỏ. Rồi thay vì mình dùng me thì ra mình có bột me thôi cả nhà, nên mình dùng bên đây me, đâu có me tươi, me mấy cái lụi bột năng này với bánh tráng nè. Bây giờ để trước hết thì bây giờ để mình cắt tôm ra đi, rồi mình qua mình xào ha. Làm như mình cắt tôm nhỏ ra. Ở nhà có thể bằm cũng được, nhưng mà mình tự vì mình muốn cắt cho nó có tiện rồi, nó khỏi không gian cái nhỏ gì được rồi. Chút mình bỏ lên bếp mình xào luôn. Mình lấy hành phi sẵn với tỏi phi rồi đó, mình bỏ lên mình làm. Tại vì mình làm cái món này làm trong nhà, để mình làm mấy cái đồ xay mình đã làm sẵn đó, nó dễ hơn. Khi mà thấy bạn nấu trong nhà là biết bạn xài phi sẵn hết rồi đúng không? Yeah. Nó không có bị ho nhà, cả nhà cũng thông cảm nha. Tại bên đây mình lạnh quá, mình đóng cửa cái mít à, nên nó có mùi nó hơi khó chịu, nên mình không có muốn nấu nướng gì trong nhà hết. Tới đây thì cái gian ngoài của mình đã làm xong rồi cả nhà, nhưng mà mình chưa có dọn dẹp được, mới xong thôi. Bây giờ thì mình cũng bỏ ra, mình đem ra ngoài mình nấu nướng ở ngoài cho nó tiện. Cái món này nó làm như nó cũng lai giữa bò bí với lại gỏi cuốn ha, đúng không? Nó lai nhiều món gỏi cuốn rồi bánh cuốn nữa. Nhưng mà này ăn chơi thôi. Tại món này món ăn chơi thôi, thì bây giờ nó lai nhiều thứ. Nó cũng có ba cái mình ghép cái bò, nhưng mà nó lai gỏi cuốn nhiều. Bánh gì? Bánh cuốn chứ, bánh cuốn. Bánh cuốn nè. Rồi tôm xong rồi nè, để mình qua mình xào. Trước khi mình bỏ thịt đi, bắt hết lên luôn đi, bắt hết luôn rồi thì đi. Không sao, mình bỏ cái này vô trước, mình xào thịt thôi. Bắt được cá gì mà không, mình bỏ cho nó nóng thôi, đặng mình bỏ tỏi vô mình còn phải làm. Mình chờ hai xài, cái nào mình làm được thì mình làm. Tỏi này phi sẵn rồi cả nhà, mình bỏ vô cho nó thơm. Cứ sốt thì mình xài tỏi phi, còn thịt thì mình xài hành phi. Đây chứ, anh để bỏ thịt vô trước. Chưa sốt thì để nó. Sốt
như đây được còn thôi mình xài như còn nước chút nữa mình bàn pha bột năng. Mình bảo mình bỏ bột me. Bỏ nữa mà. Hả? Bỏ nữa mà. Mình bỏ nữa mà lại lúc trước mình xài me cục còn giờ nó mình xài bột me. Bột me nè. Mình xài nữa bịch. Nếu mà chưa chua làm tiếp, chứ đừng bỏ chua nhiều quá một chút mất. Ok, rồi. Đây xong rồi nè. Ừ, cái lần đây xôi đẹp quá luôn. Đây thịt kìa ha. Ừ, mình bỏ thịt chứ. Ở bên đây chứ cũng không dám bỏ xa xa chút chút. Mình xào cho nó thịt nó chín cái đây rồi nó vừa tái tái rồi mới bỏ tôm vô rồi mới bỏ tới bình giá thôi rồi không cái đó nó để cho nó giòn giòn đúng không? Đúng không? Ừ. Mình bỏ vô miếng đường miếng muối miếng đường một lần tiên giá thì nêm gia vị thì có như đó thôi thịt lòng miếng đường không cho đi vô mà nó mới văng quá luôn con này. Xăng xăng lại đi rồi các bạn cho cơm vô mình mới cho củ hành cho sao mình bỏ tiêu cho cái món này tiêu nhiều nó ngon nha cả nhà bớt cái độ xong ở bên cái này bỏ đi cà mèn đó mình cho nó tan đi mình bỏ đường vô cái miếng sót thì làm lẹ lắm chỉ mình cho nó tan cái bột thôi ok thật giờ nó cũng nấu chín rồi nè chú tán ra thôi để mình bỏ thơm vô nha đây nè cái dính của hành thì cải nó dính chút xíu hành sao mình bỏ từ từ thôi đẹp quá luôn không sao đấy thôi bây giờ bỏ đường đi giờ cái mình bỏ đường vô cái này chắc qua đường phải nhiều tại vì sắc me nó chua mặn. Lắm luôn chua mà mặn da không còn phải nhỏ cho mà. Nó tan ra cái mình mới thơm quá hả? Thì nó thơm nhưng mà đó hai thơm mùi gì á? Mùi gì? Tỏi xay yến không có đâu. Tỏi xay yến thơm mà mình nước sốt á. Thơm mùi tiêu. Tỏi xay thì nước sốt mà có tỏi xay nó thơm dữ lắm. Cho nó chín tôm với thịt mình ghét xíu bồ thì nó giờ chín tối là nó ngon rồi mà ăn nó tốt cho sức khỏe nữa cả nhà chứ rồi thịt rồi mình phải làm cho nó chín mới được nó hoa nó chín mình ăn lụa rồi chỉ cứ là ăn thôi chứ không có ha làm gì nữa tại vì mình tính là mình muốn cho nó có thịt có tôm đồ ăn cho nó đỡ ngán. Bây giờ bắt đầu mình bỏ cà rốt chứ vậy cà rốt đi nha con nè mình xào lên xong tôi bỏ cái hành phần này có thể bỏ ớt chuông nếu mà muốn có nhiều màu sắc đẹp á bỏ ớt chuông hay là cần tàu á sắc cũng hộp hộp vậy nè cả nhà bỏ vô nhưng mà con ăn không được thì mấy cái món này con với lợi nấm mèo rồi đó mà mấy cái món là con của em nó ăn không được cả nhà cũng thông cảm cho nha bây giờ sắp xong rồi để mình nêm một cái
mình coi cái phần đường này. Không có gì á, bạn chúc mình bỏ bột năng vô. Cái phần này nó chín rồi nè cả nhà. Bây giờ mình tắt nha, mình để đây. Trong bếp mình vẫn còn nóng á. Thơm ghê luôn á cả nhà. Thơm đói bụng. Cái phần nước chấm thì nó quan trọng hơn ha, tại vì mình phải làm cho nó chua mà nó ngọt, rồi cả nhà mới làm cho nó cay da. Còn chua, còn chua nhiều lắm. Bột me coi chứ nó chưa chua dữ dội lắm á nha cả nhà. Đó, mình quậy lên đây rồi mình cho nó sôi lên, bắt đầu mình qua mình lấy miếng bột năng mình để lên. Cái này thì có thể có sợi với là tỏi sắt. Dạ, tỏi mình có tỏi mầm, tỏi mầm mà dinh dưỡng, nhưng mà mình có tỏi sai. Cả nhà ăn cay thì bỏ bỏ sa tế hay là ớt, tương ớt cũng được cả nhà. Còn mình thì dày nó ok rồi nè. Để nó nêm lại mới được, mới biết là được hay không. Ok rồi cả nhà. Để mình bỏ bột năng. Lên mới được cả nhà. Đậu đi. Nãy giờ nó còn sôi, bởi vậy nó vừa chín tới là được rồi, để nó ruột rã hết trơn rồi nó không có ngon. Chín quá mình ăn cũng không có ngon nữa. Đó, bây giờ nó sôi rồi cả nhà. Kẹo kẹo là được rồi ha. À, nó ngon rồi. Đó, thấy chưa? Đó, mình để đây xong rồi nè, mình tắt luôn. Xong rồi thấy không cả nhà? Cái tô nó ngon quá ha. Cái tô nó nhờ có tôm á ha. Trời, sao nó dướng cái tôi ghét cái bò mất mẹ hết trơn. Ta nó tan hả? Nó có sắp nhiễm. Với lại mình làm nó cũng hơi ít ha. Chứ nếu mà độ nhiều chơi màu mà không phải, cũng như nó hơi ít, nó kêu mấy nó nhiều màu, nó đẹp. Nhưng mà nhiều màu đẹp con ăn không được. Thì con không được, mình làm đồ ăn mà cả nhà, chủ yếu mình cho con mình ăn.
ít cả nhà. Nó hơi khó cuốn chút xíu nhưng mà không sao. Bỏ qua dĩa này nè, có sẵn dĩa này. Yeah, hồ cơm quá ha. Ok. Cứ cuốn đi bỏ đẹp vô chút. Đẹp đẹp. Thế không, để mình bỏ thêm một hai một cái mềm nữa cái mình làm ha. Ừ. Cho nó mềm nó làm lẹ. Đúng đúng. Thì cho nó dễ đi. Cho cái con mềm y như ăn có cuốn vậy. Cho cả nhà nó khỏi chờ đợi. Cái da nó dính nè, cái tay mình biết nước á, dính tay đây. Mình ướt á. Ngon lắm luôn cả nhà. Trời mưa ha. Còn buồn ngồi làm món này nhâm nhi nhâm nhi. Nhìn ra trời trời ơi. Ẩu lệ luôn á. Cái nhà mới sao chứ mình làm cái tự nhiên mình thấy mình thèm quá à. Như món nào hay làm hay cũng thấy hay thèm hết á. Chạy nước miếng cái này hơi thịt hơi nhiều nè. Cuốn nó bự quá ha. Nó không phải nó bự quá mà nó mua thịt nó trào ra ngoài luôn á cả nhà. Không sao không? Thịt nhiều thì tốt thôi. Bây giờ mình cứ làm đồ cả nhà, mình hay thêm thêm á. Nhiều khi cái mình cuốn nó không có đều. Bán thêm làm đêm không ngủ hả? Ừ. Cái ít cái nhiều á cái mình cuốn nó không có đều, cái đâm ra nó không có đẹp. Cái gì cả một nhà? Một muỗng đó là được rồi. Ừ, không. Ít quá nên mới thêm vô nên nó cuốn nó đổ lại. Mình cuốn nó cũng không có đẹp nên cả nhà cũng thông cảm nha cả nhà. Tự tật mình hay cứ thấy ít rồi bỏ vô đâm ra nó nhiều. Vậy là nãy giờ cuốn 2-3 size rồi không? Không, không biết có bay 2-3 size không à. Thì chắc 2-3 size rồi. Đúng, nhiều size, không sao, không sao. Đó, bây giờ bánh tráng lụi của mình đó, mình đã cuốn xong hết rồi cả nhà. Thấy cưng không? Cưng, cưng. Bây giờ để mình đem nước sốt qua mình múc đi ha. Trời, cưng quá hả? Cưng quá luôn. Cưng quá hả? Phải thành quá rồi. Tôi thấy nó mất cưng chứ. Thôi chờ để mình múc nước sốt. Cái gì mà dễ vậy? Cái mình lấy ra tới. Ngon hả? Chua chua ngọt ngọt. Thì ăn ớt bằm cũng ngon nha. Yeah. Chưa xả tới cũng không ớt mà. Thôi như đây thôi đi. Lấy một ớt. Tuyệt vời đó. Tuyệt vời luôn mà đẹp nữa cả nhà. Mình bỏ nó qua bên thôi để chút nữa xong. Mình ăn không được. Mình chấm cái phần không cay cái cho bên đó đó. Cả nhà mình làm như thế này nè, người ta sâu sâu như vậy người ta bán. Đây mình cho hai cục nha, cho mình hai cục, hai ba cục nhỉ. Thường là nó sâu 2-3 cục thôi, mình sâu 2 cục cũng được. Ừ, không mình lấy 2 cục thôi, tại mình đây mình nãy mình lấy cái cây của mình nó ngắn cả nhà, cho mình lấy 2 cục thôi, lấy nhiều quá mình có lỗi. Để cho nó đều đều lên cho nó đẹp. Đó. Cả nhà thấy không? Sao tính làm thử hay sao mà? Thì tính làm đi, làm đi. Hả? Làm thử đi. Ngại quá. Ngại gì? Có người mình làm ngon không? Thôi không ăn thử thì cứ đại xuống. Rồi. Ok. Bây giờ cái món bánh tráng lụi của mình đã hoàn thành rồi cả nhà. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Mong cả nhà vào video clip của VVN Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người nha. Nhớ đăng ký giúp mình nha. Chân thành cảm ơn nhiều.